Là đơn vị tuyến đầu về y tế trên địa bàn thành phố Pleiku, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku luôn được các ngành địa phương quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị y khoa hiện đại như máy CT, siêu âm 4D, siêu âm màu, máy X-quang kỹ thuật số, máy nội soi. Ngoài nỗ lực hoàn thành tốt công tác khám, điều trị, nhiệm vụ chỉ đạo tuyến về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, các chương trình y tế quốc gia, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku tiếp tục nâng cao năng lực xử lý cấp cứu, triển khai các kỹ thuật ngoại khoa, sản khoa, chẩn đoán hình ảnh, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng mở rộng khu điều trị, bổ sung nguồn nhân lực bác sĩ tại các trạm y tế xã phường, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế. Các y bác sĩ ở đây là rất tận tâm, phục vụ cho coi như là bệnh nhân rất là tốt. Nói chung là mình ở phường này mình cũng thường xuyên, chẳng hạn như tôi cũng thường xuyên lên khám đo huyết áp rồi này, thì coi như là các bác sĩ ở đây rất là tốt và rất coi như là tận tình với bệnh nhân. Để phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày một tốt hơn, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku không ngừng quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám và điều trị cho người dân trên địa bàn. Để phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố thì vừa rồi ban giám đốc có cử tôi đi học cái lớp chuyên khoa 1 chẩn đoán hình ảnh 2012-2014 tại Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi học thì vừa tôi sử dụng thành thạo các cái thiết bị máy móc vừa lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, phục vụ tốt cho cái công tác khám chữa bệnh. Là đơn vị tuyến đầu về y tế trên địa bàn thành phố Pleiku, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku luôn được các ngành địa phương quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị y khoa hiện đại như máy CT, siêu âm 4D, siêu âm màu, máy X-quang kỹ thuật số, máy nội soi. Bệnh viện đã chủ động gửi các bác y bác sĩ đào tạo trình độ chuyên môn sâu. Vì vậy trong những năm qua, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên môn mới vượt tuyến như phẫu thuật mổ nội soi, phẫu thuật kết hợp xương dưới màng ảnh tân sáp siam, triển khai kỹ thuật lọc thận tại bệnh viện. Vì vậy, trong những năm qua đã đáp ứng phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ngoài nỗ lực hoàn thành tốt công tác khám, điều trị, nhiệm vụ chỉ đạo tuyến về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, các chương trình y tế quốc gia, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku tiếp tục nâng cao năng lực xử lý cấp cứu, triển khai các kỹ thuật ngoại khoa, sản khoa, chẩn đoán hình ảnh, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng mở rộng khu điều trị, bổ sung nguồn nhân lực bác sĩ tại các trạm y tế xã phường, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế.